Rạng sáng nay 5 tháng 4, Chelsea và MU đại chiến tại Stamford Bridge để khiến khán giả đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và cảm xúc bùng nổ khi trận đấu khép lại. Chủ nhà Chelsea là đội vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 4 của trận đấu nhờ công của Conor Gallagher. Và rất nhanh, Cole Palmer nhân đôi cách biệt cho The Blues với bàn thắng trên chấm penalty ở phút 19. Tưởng chừng như sẽ là dễ dàng cho đội chủ nhà, thì bất ngờ MU có hai bàn gỡ liên tiếp chỉ trong 5 phút với các pha lập công lần lượt của Garnacho và Bruno Fernandes ở phút 33 và 39 để khép lại hiệp 1 với tỷ số 2 đều. Hiệp 2, MU thêm một lần nữa vượt lên dẫn trước khi Garnacho hoàn thành cú đúp ở phút 67. Thế nhưng, ở những phút cuối cùng, kịch tính mới thực sự tăng cao. Chelsea tổ chức tấn công liên tục và có hai bàn thắng ở phút 100 và 111 để khép lại trận đấu với tỷ số 4-3. The Daily Mail dùng từ điên rồ làm dòng tít để mô tả trận đấu này. Tác giả Karen Gill lấy dẫn chứng rằng việc Man United dẫn trước đến tận 99 phút 17 giây mà vẫn thua là trường hợp độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Premier League. Tờ The Times thì chạy dòng tít, hai bàn thắng trong 2 phút điên rồ, Palmer mang về chiến thắng bất khả thi cho Chelsea. Trong bài viết của mình, ký giả Henry Winter đề cập đến những tiếng bù, tiếng la ó trên sân Stamford Bridge khi đồng hồ báo đến 8 phút bù giờ. Đó có thể là tiếng la ó dành cho Mason Mount, kẻ phản bội sang Man United. Nhưng đó cũng có thể là những tiếng la ó dành cho sự kém cỏi của các cầu thủ Chelsea và cũng như khả năng huấn luyện đầy dấu hỏi của huấn luyện viên Pochettino. Thế nhưng, trong sự tuyệt vọng ấy, vẫn có một người tràn đầy hy vọng trong mỗi bước chạy, đó là Cole Palmer. Và chàng trai bị gọi là hàng thải của Man City đã mang về hai bàn thắng quá cảm xúc. Tờ The Guardian lại có một góc nhìn khác. Họ chú ý đến chi tiết bàn thắng ở những phút bù giờ cuối trận, thường là đặc sản của những trận đấu của Man United, và họ đã tái hiện điều đó trong cả 3 trận gần đây trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, kết quả của thầy trò Erik Ten Hag lại đi từ niềm vui đến sự thất vọng. Từ bàn thắng quyết định ở phút 121 của Amad Diallo ở trận tứ kết FA Cup thắng Liverpool 4-3, Man United tiếp tục ghi bàn ở phút 95 trên sân của Brentford nhưng bị đội chủ nhà gỡ hòa một đều. Hành quân tới Stamford Bridge, Quỷ Đỏ dẫn 3-2 từ phút 67 nhưng sau đó lép vế hoàn toàn và bị trừng phạt nhờ tài năng của Palmer. Vậy những người trong cuộc thì nói gì về trận đấu này? Sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes của Man United phát biểu: "Chúng tôi đã nắm trận đấu trong tay rồi ném nó đi. Thật ức chế, thất bại này rất khó chấp nhận. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trong vài phút cuối cùng, nhưng họ có hai cơ hội và ghi được hai bàn thắng. Chúng tôi phải phản ứng nhanh hơn ở những quả đá phạt góc. Chúng tôi biết rõ họ thường đá phạt góc và ném biên nhanh. Ở những trận đấu trước, chúng tôi phải hứng chịu quá nhiều cú sút. Vấn đề nằm ở việc phòng ngự vòng cấm của mình. Chúng tôi có một trận đấu lớn với Liverpool vào cuối tuần. Tôi không cần phải nói gì nhiều với các đồng đội. Đây là một câu lạc bộ lớn và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình." Bruno Fernandes cũng đã có một trận đấu tốt khi đóng góp một bàn thắng cho Man United. Tỷ lệ truyền thành công của cầu thủ người Bồ là 83%. Anh tung ra được 5 cú sút, trong đó một lần đưa bóng đi trúng đích và đã trở thành bàn thắng. Màn trình diễn của Bruno không đến nỗi tệ, nhưng là chưa đủ để giúp Man United thoát thua. Ở bên kia chiến tuyến, người hùng Cole Palmer lại ngạo nghễ cho rằng mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nếu như được sút penalty. "Tôi không biết Chelsea đã làm thế nào để ngược dòng. Dẫn trước 2-0, rồi chúng tôi mắc những sai lầm ngu ngốc. Nhưng khi biết rằng thời gian bù giờ có 8 phút, thì tâm trạng chúng tôi được cải thiện. Thật điên rồi. Khi chúng tôi ghi được bàn gỡ hòa, các cổ động viên đã cổ vũ cuồng nhiệt. Huấn luyện viên nói rằng vẫn còn 2 phút và thật may mắn là tôi đã ghi thêm được một bàn. Các bạn đều biết là tôi đã thực hiện rất nhiều quả penalty. Tôi sẽ không đá hỏng quả penalty nào. Trộm vía. Ghi bàn ở phút cuối cùng thật điên rồi. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết chạy xung quanh sau khi ghi bàn. Đây là cú hat-trick đầu tiên của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trận thắng này là một cú hích tuyệt vời. Tất cả mọi người đều có tâm trạng tốt, hy vọng rằng chúng tôi có thể bùng nổ từ đây." Tuy nhiên, nhà báo Garth Crooke đã thẳng thắn nhận xét: "Cách Palmer thực hiện quả phạt đền cho thấy cậu ấy cực kỳ tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên, cú đá kiểu Panenka đó có hơi xem thường đối thủ và các thủ môn hoàn toàn có cách để trừng phạt điều đó. Nếu không cẩn thận, cậu ấy sẽ phải trả giá cho sự chủ quan." Cùng chung cảm nhận với cậu học trò là huấn luyện viên Mauricio Pochettino: "Thật tuyệt vời, chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Chúng tôi là đội bóng chơi tốt hơn. Đây là kết quả công bằng. Chúng tôi kiểm soát bóng từ đầu trận nhưng rồi mắc sai lầm. Cảm xúc của chúng tôi vì thế mà bị ảnh hưởng. Ở hiệp 2, chúng tôi lại kiểm soát trận đấu một lần nữa. Nhưng chúng tôi chuyển trạng thái không tốt và đáng lẽ phải làm tốt hơn. Sau cùng, đây là một kết quả công bằng.
Trận đấu này giúp chúng tôi kết nối với các cổ động viên. Đây nên là một bước ngoặt, kỹ năng tốt nhất của Palmer. Một trong những phẩm chất tốt nhất của cậu ấy là tâm lý và khả năng đối phó với áp lực. Đây là mùa giải đầu tiên mà cậu ấy được chơi ổn định và cậu ấy đã làm rất tốt. Đây là một cầu thủ hàng đầu và cậu ấy vẫn còn có thể cải thiện tốt hơn. Khi Palmer ghi bàn, máy quay ghi lại những cảnh ăn mừng đầy ấn tượng của vị huấn luyện viên người Argentina. Biểu cảm ấy trái ngược với khuôn mặt tiêu nghiu của huấn luyện viên Erik ten Hag, người đang nhận áp lực rất lớn khi Man United gần như mất vé Champions League. Chúng tôi xứng đáng thắng trận này, nhưng bạn không thể nào quăng trận đấu như chúng tôi đã làm. Chúng tôi khởi đầu tệ, mất bóng liên tục và phòng ngự kém ở hai bàn thua đầu tiên. Rồi sau đó chúng tôi áp đảo và chơi ấn tượng. Chúng tôi cần phải đưa ra quyết định tốt hơn. Bạn có thể thấy cách chúng tôi ghi bàn từ phản công. Điều đó cho thấy chúng tôi có thể là một mối đe dọa đáng gờm thế nào. Nhưng chúng tôi cần phải đọc trận đấu và biết khi nào cần giữ bóng. Tuy nhiên, các fan của Man United lại cực kỳ cay cách thay người kỳ lạ mà Ten Hag tạo ra. Cụ thể, ông rút Rasmus Højlund và Casemiro ra khỏi sân. Kể từ đó, Man United đá như chấp người bởi hai cầu thủ vào sân gần như không buồn tham gia phòng ngự. Trong khi đó, dù sa sút phong độ nhưng Casemiro vẫn biết thế nào là đánh chặn, còn Højlund là người tích cực nhất trong khâu pressing ở hàng tiền đạo. Thay người tuyệt vời lắm Ten Hag ạ, cầu thủ kém là đương nhiên nhưng tội của ông là chẳng ít đâu. Chẳng thể hiểu sao trận nào cũng mắc sai lầm khi kèm người cột xa ở những phút cuối. Rất nhiều trận bị thủng lưới theo kịch bản này rồi. Chê thì lại bảo huấn luyện viên online, nhưng thực sự là Ten Hag đang khiến người khác phải nghi ngờ cách huấn luyện của ông ấy. Rốt cuộc Ten Hag đã làm được cái gì tại Man United vậy? Nếu Sir Jim Ratcliffe muốn một triều đại tốt đẹp hơn, việc đầu tiên ông ấy cần làm là sa thải Ten Hag. Trên đời này khổ nhất là fan của Man United. Bây giờ thì lấy đâu ra tâm trí để đi làm đây hả trời? Chẳng lẽ quyết không xem câu lạc bộ này thi đấu nữa? 11 người trong vòng cấm địa để kèm 7 cầu thủ vô dụng của Chelsea, nhưng không thèm chú ý đến Cole Palmer, người đã ghi 2 bàn trong trận đấu này. Thua là xứng đáng rồi, Ten Hag đến lúc cút rồi.